Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2022, Đại đức Thích Minh Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Long Bửu, xã Nhị Long, huyện Càng Long, đã kết hợp cùng với chính quyền địa phương và nhà tài trợ khánh thành cầu giao thông nông thôn số 57 tại ấp 9C, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đại diện chính quyền có bà Đặng Thị Liễu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, ông Lê Hoàng Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cùng các cấp chính quyền địa phương sở tại và đại diện nhà tài trợ gia đình ông Nguyễn Minh Kiều. Đại diện cho nhà tài trợ là gia đình ông Nguyễn Minh Kiều, ông Nguyễn Đức Kiên đã gửi lời tri ân Đại đức Thích Minh Trí đã tạo thiện duyên cho gia đình có cơ hội chia sẻ khó khăn với bà con cũng như thực hiện nguyện vọng của thân phụ là ông Nguyễn Minh Kiều khi sinh tiền. Chia sẻ khó khăn với bà con giúp mọi người ổn định cuộc sống. Thay mặt cho bà con nơi đây, ông Lê Hoàng Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã gửi lời cảm ơn đến Đại đức Thích Minh Trí cùng gia đình ông Nguyễn Minh Kiều khi hỗ trợ cho xã có được cây cầu mới khang trang, giúp người dân lưu thông hàng hóa, các em học sinh được đi lại dễ dàng, an toàn, thuận tiện hơn. Ông cũng cho biết trong thời gian qua, được sự chung tay kết nối của Đại đức Thích Minh Trí, trên địa bàn xã đã có nhiều cây cầu nông thôn được hình thành, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cũng như cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương xã nhà ngày càng phát triển. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã An Trường A cũng trao tặng thư cảm ơn đến gia đình ông Nguyễn Minh Kiều. Sau thời gian thi công, cây cầu giao thông nông thôn số 57 đã được hoàn thiện với chất liệu bê tông cốt thép dài 20m, ngang 2,5m, với tổng kinh phí xây dựng gần 150 triệu đồng do ông Nguyễn Minh Kiều tài trợ kinh phí, bà con địa phương góp ngày công xây dựng. Trong không khí hân hoan, Đại đức Thích Minh Trí đã cùng với chính quyền địa phương và nhà tài trợ cắt băng khánh thành cầu, chính thức thông xe cầu mới và bàn giao cho bà con địa phương sử dụng, trong niềm phấn khởi, vui mừng, pha lẫn niềm xúc động của mọi người.